để chào mừng ngày 20 tháng 10 năm 2019. Gia đình em Thảo xin kính chúc tất cả các chị em phụ nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc, luôn luôn gặp may mắn và luôn luôn được yêu thương. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại: 0363 929 228, 0965 495 087, 0848 626 228 là 3 số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị có thể kết nối ngày hôm nay ạ. Gia đình em Thảo vừa mới về thêm rất là nhiều những cái mặt hàng mới, và đồng thời là gia đình em Thảo cũng sẽ thanh lý xả hàng một số mặt hàng. Đó. Cô chú anh chị nào mà kết nối với em Thảo mà không được thì vui lòng nhắn tin cho em Thảo nhé. Bởi vì là do là rất nhiều hàng nên là nhiều anh chị em có thể gọi vào giờ giấc đồng giống nhau, nên là nó sẽ làm cho cuộc gọi bị chen. Và bây giờ thì em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng mặt hàng nhé. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có 6 chậu cây phi điệp. Vừa rồi những cái dòng này là ở trong cái dòng lá mít đồng xu, nhưng mà nó không phải là mít quá nên là em có để phần ra ngoài. Em không gửi cho khách nữa, nhưng mà các bạn không biết thì các bạn vẫn bọc vào để gửi cho khách đấy. Thì em có bỏ ra để em bán thanh lý. Em bán 3 chậu này với giá là 200.000 đồng. Đó, 3 chậu cũng có 2 phần nhé cả nhà nhé. 2 phần, mỗi phần là 200, gọi là mít không đồng xu nhé cả nhà nhé. Thực ra là cái này là em nhập từ cái phần mít đồng xu, nhưng nó không phải đồng xu quá nên là em bán là mít không đồng xu nhá. Và hiện tại thì em còn có mấy chậu đen dâu xuân này. Cả nhà nhìn thấy họ hơi bị mất nước một chút xíu. Đây là hàng đã đi về. Đó, đã hoàn về rồi. Bình thường em Thảo bán 100.000 một chậu này đúng không ạ? Đen dâu xuân nhá, hoa mặt hoa sổ số. Bây giờ thì hiện tại đang có này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, tính là 7 chậu thôi. Em tính ra là như này đi. Em sẽ làm ra cả lô này em bán 150 đi nhá. Đó. Em bán cả lô này 150, anh chị em nào yêu mến không ạ? Tính ra thì có 20.000 một chậu thôi đúng không ạ? Đen dâu hàng để làm giống nhá. Và bên này đây em có 3 phần cây phi điệp hàng thanh lý. Gọi là thanh lý nhưng mà nó cũng không phải là thanh lý lắm, bởi vì nhìn nó vẫn còn ngon lành, cành đào hơi mất nước một chút xíu đấy. Đó, có 3 phần này. Đó. Có cây phi điệp di linh, có cây gọi là cái gì đây? Nù tam bố, rồi là núi chúa, rồi là linh tinh hết cả lên rồi. Bây giờ là em gọi là hàng phi điệp sổ số nhá. Em bán mỗi một phần gồm có 3 cây như này, 200.000 thanh lý. Đấy. Đây là mấy cái cây này là không phải là hàng hoàn đâu nhá, mà là hàng em nhập về. Sau đấy là các bạn không biết là các bạn kiểu như nhà em cứ mỗi lần về lấy về là nhà em sẽ phải bọc vào như này, vì số lượng đặt hàng rất là nhiều nên là sẽ phải bọc vào trước và sau đấy là sẽ đóng, chỉ lấy việc gửi hàng cho khách thôi. Vì là khi mà trước khi gửi thì nhà em phải tắt nước trước khi 2 ngày thì nó mới đảm bảo là nó sẽ không bị nấm, bị các kiểu trong quá trình vận chuyển đấy. Đó, đây 3 phần 200.000 một phần. Đó. Còn mít không đồng xu này cũng 200.000 một phần. Hiện tại còn gia đình em Thảo còn có 4 chậu đen dâu hàng cao cấp của gia đình em, có cái mặt bông hơi giống một chút Phật Bà đúng không ạ? Và cái dòng hoa này có giá trị kinh tế cao nhất nhì của bên Đài Loan đúng không ạ? Hôm vừa rồi có cái giao dịch là cây này cao khoảng tầm 25cm và một thân là cao 50cm, là rơi khoảng tầm 1.000 USD, là hơn 23 triệu. Và cái dòng hoa này có cái mặt bông cực kỳ là thơm, cái hoa của nó hơi giống với chút Phật Bà. Và cái dòng hoa này với đen dâu kim cương là nó bằng giá nhau đấy ạ. Nên là nó là một trong hai dòng đai châu có giá trị kinh tế cao nhất Đài Loan luôn. Bình thường em Thảo bán với giá là 300.000 một chậu đúng không ạ? Và cây nó đang rụng lá để cho bông rồi. Em thanh lý nó cũng còn có một số cây thôi, em thanh lý với giá là 250.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Tới này nó sẽ cho bông luôn ạ. Và đây để hàng làm giống thôi ạ. Và cái dòng hoa này thì hiện tại ở trên thị trường Việt Nam không có nhiều đâu cả nhà nhá. Đó, và đây là hàng sưu tầm cho anh chị em nào muốn sưu tầm hàng độc và hàng lạ nhé. Đây là phi điệp năm cánh ám, có cái mặt bông, cả nhà có thể nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó đấy ạ. Và đây là hàng thanh lý nhé cả nhà nhé. Trong quá trình vận chuyển cây của nó hơi bị lỗi lá và cũng hơi bị mất nước một chút xíu nha cả nhà này. Còn ngọn lá vẫn bình thường nhé cả nhà nhé. Đó đấy ạ, vẫn còn ngon lành cành đào đúng không ạ? Em thanh lý ạ, bình thường mỗi một chậu như này em bán 300 hơn đúng không ạ? Em thanh lý mỗi một chậu như thế này với giá là 180.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Em thanh lý 180.000 một chậu. Hiện tại thì số lượng em chỉ có này 1 này 2 3 4. Em có 8 chậu để thanh lý nhá cả nhà nhá. Phi điệp năm cánh ám thanh lý 180.000. Tiền khách hàng nhân dịp ngày 20 tháng 10 đúng không ạ?
Đây là những cái chậu kiều dẹt của gia đình em được không ạ? Kiều dẹt thì cả nhà biết rồi ạ, nằm trong top 7 loại hoa lan có giá trị đắt đỏ và quý hiếm tại Việt Nam mình. Và là nữ hoàng của dòng hoa kiều bởi vì hoa có màu vàng tươi, nở cực kỳ là bền và có mặt bông cực kỳ là xuất sắc được không ạ? Bình thường em Thảo bán mỗi một chậu như thế này với giá là 220 cho đến 250 được không ạ? Hôm nay duy nhất ạ, em chỉ bán với giá 220.000, số lượng em có 50 chậu. Đó, chỉ có ngày nhân dịp ngày lễ thì em mới bán như thế này thôi nhá. 180.000 một chậu kiều dẹt. Mua hàng là những cái chậu kiếm vàng rất là đẹp đẽ xinh xắn của gia đình em, cũng hàng vừa mới về. Đây ạ, cả nhà quận nhìn thấy cái dáng kiếm cực kỳ là đẹp nhá. Đó, mỗi một chậu kiếm này. Đó. Đây ạ. Cả nhà quận nhìn thấy dáng kiếm xinh không ạ? Đây là kiếm vàng, lưỡi trắng rất là đẹp. Đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhá. Đó, cây của nó thì có cây nó. Em sẽ gửi cho cả nhà những cái chậu thật là đẹp đấy ạ. Nó cũng có bị lỗi nhưng mà lỗi nó không nhiều đâu nhé cả nhà nhé. Và mọi người biết rồi đúng không ạ, kiếm là cái dòng hoa có thể nói là cái dòng khỏe nhất trong dòng hoa lan đúng không ạ. Đã, ăn nắng cực kỳ là khỏe và đẻ rất là nhanh nữa. Nên người ta nói là ví như là con lợn nái đúng không ạ. Chỉ việc ăn và đẻ thôi nên là cái dòng này nó rất là khỏe. Đã, hàng nhà em vừa mới về, em vừa mới để trong này này. Đó, cả nhà có nhìn thấy không ạ. Đó, tại vì nhà em đang đóng hàng nên là chưa có thời gian sắp xếp lại. Bình thường những cái chậu đẹp như thế này gia đình em Thảo sẽ bán dao động từ 280 đến 350 tùy từng chậu đúng không ạ, làm theo hình mà. Đó thì ngày hôm nay gia đình em Thảo bán với giá chỉ có 190.000 một chậu thôi. Cây rất đẹp, khỏe nhá cả nhà nhá. Hoa cũng xinh nữa và cái dòng kiếm này thì không thể chê vào đâu được ạ. Đẹp lắm. Đấy đấy. Cái nào cũng xinh luôn. Hôm nay gia đình em Thảo còn có hai phần địa lan Santo, hàng hoa sổ số, có cái mặt bông cực kỳ là đẹp ạ. Đó, và cái dáng cả nhà có nhìn thấy cái dáng xòe quạt rất là xinh ngoạ, hàng đây làm giống. Và đây là những cái chậu hoa khi mà nó có hoa nó trưởng thành ạ. Thì khi mà chúng ta ghép vào những cái chậu to để chơi Tết nữa, và anh chị em nào đã từng đi những cái hội hoa lan Tết ấy thì biết rồi đúng không ạ? À, nó có thể bán có những cái chậu lên đến 72 triệu này, cũng có những cái chậu chục triệu đúng không ạ? Nhưng mà không có chậu nào rẻ luôn đối với những cái dòng hoa này khi mà chúng ta chăm sóc trưởng thành và chúng ta cho vào trong cái chậu đẹp đúng không ạ? Đó, em còn có hai phần, em sẽ chia ra làm hai phần nhá. Mỗi phần là là 3 chậu 180. Nếu mà mua hai phần này tức là 6 chậu này em bán với giá là 300.000 nhá cả nhà nhá. Đó, xinh lắm. Em chỉ còn có hai phần thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm cái dòng hoa này. Và cái dòng hoa này thì nó cũng phát triển rất là nhanh thôi nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm là chúng ta mua về làm giống thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Để chào mừng ngày 20 tháng 10, gia đình em Thảo tri ân tất cả các chị em phụ nữ, đồng thời là các anh, các chú cũng sẽ được hưởng ké nhé. Ngày hôm nay gia đình em bán duy nhất chỉ có 230.000 một chậu cây phi điệp là mít cổ đại. Cái dòng hoa này là cái dòng hoa lai giữa hai cái mặt bông, cả nhà quận nhìn đã. Nhà vườn họ có báo với gia đình em là lai hai cái mặt bông này. Và cái dòng hoa đây chính là lá mít cổ đại. Tại sao ạ? Tại vì lá nó sẽ phát triển cái bề dài này trước và sau này nó sẽ phát triển cái bề ngang này thì nó sẽ cho chúng ta những cái lá nó sẽ đẹp. Và cái dòng hoa này cũng là dòng hoa lá xếp đấy ạ, cũng rất là xinh xắn nữa này. Và hiện tại thì gia đình em Thảo hiện tại gia đình em Thảo không có nhiều đâu. Đó, em có khoảng tầm 20 chậu dành cho 20 cô chú anh chị cho nhá. Em bán với giá 230.000, giá cực kỳ là xinh xắn dễ thương luôn không ạ. Và cái mặt bông thì là mặt bông sổ số nhé cả nhà nhé. Và nó là thân xanh nên là cái cơ hội để chúng ta săn năm cánh trắng cũng rất là cao nữa đúng không ạ. Cây cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây. Đó. Cực kỳ là xinh. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm cái dòng phi điệp 5 cánh ám Phú Thọ lai với cây lá mít tạo ra cái dòng hoa đây ạ. Đó, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Tạo ra một cái dòng hoa lá xếp cực kỳ là xinh xắn này. Đây là mỗi một chậu gồm có 3 thân nhé cả nhà nhé. Có cây còn có 4 thân cơ. Xinh lắm luôn này. Đẹp không ạ? Đây là hàng em chọn ra đấy, được gần 10 chậu thôi, không có nhiều đâu. Đây này, nhiều không ạ? Ít nhất là từ 3 chậu trở lại, 3 thân trở lên nhé cả nhà nhé. Nhìn thấy xinh không ạ? Thân tím này. Đó, cái dòng mặt bông cũng rất là đẹp luôn ạ. Và đây là cái mặt bông đã sổ ra ngoài vườn rồi nên là mọi người yên tâm rằng cái mặt bông cũng rất là xinh luôn. Và riêng đối với cái dòng phi điệp thì riêng cái khuôn bông của nó đã đẹp rồi thì nó nở ra mặt bông nào cũng đẹp đúng không ạ? Và càng độc càng lạ thì nó lại càng có giá trị đúng không ạ? Đây, xinh lắm. Đó, lá xếp cực kỳ đẹp luôn này. Đó, dòng ba thân này em bán với giá là 300.000 một chậu nhé cả nhà nhé. Dòng ba thân là 300.000 một chậu. Xinh lắm. Em không có nhiều đâu nên là bình thường hai thân em đã bán 315.000 đúng không ạ? Hôm nay em lựa ra được có bằng này chậu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhé. Đấy. Nhưng mà cái bọn này nó lớn nhanh lắm, chúng ta chăm sóc là nó sẽ đẻ ra những cây con rất là nhiều luôn và nó sẽ cho chúng ta một cái giò cực kỳ là xinh.
của dòng Nam Cảnh Ám Phú Thọ lai về lá mít đúng không ạ? Cho ra cái mặt bông cực kỳ là đẹp luôn. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn duy nhất một chậu đai châu hồng cánh sen cực kỳ là xinh, cỡ to này. Đó, bình thường những cái chậu này em bán 1,7 triệu đúng không ạ? Đây là cả nhà có thể nhìn thấy là cây của nó đang có nụ hoa này. Đó, sẽ nở hoa rất nhiều luôn đấy. Đó, quỳ sai hoa đấy ạ. Này, đó. À, 1 cặp 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Cả cái này là 8 này. Đó, mỗi một cây bản lá của nó khoảng 5 đến 6cm đấy. Đẹp lắm. Đó. Cái cây này bình thường bán 1,7 triệu. Ngày hôm nay em bán 1,5 triệu cho anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa này nhá. Đó, được chơi bông hoa luôn. Và em sẽ tặng kèm cái giỏ này rất là xinh xắn, dễ thương nữa này. Đó, em đã kẹp cái này cho cả nhà rồi. Em đã buộc cái này rồi, mọi người vào cho giá thể vào và đặt cây vào nữa là được nhá cả nhà nhá. Xinh quá, quá là đẹp luôn. Và đây là đai châu màu hồng cánh sen nhá. Cũng giống như phi điệp đúng không ạ? Có kỳ chỉ còn 50.000 nhưng mà cũng có kỳ lên đến một vài triệu đúng không ạ? Và hồng cánh sen là cái dòng hoa đai châu có giá trị kinh tế cao nhất đúng không nào? 1,5 triệu. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có một vài chậu địa lan em sẽ bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Đầu tiên đây ạ, đây chính là hồng giai nhân. Cái dòng hoa này cần cái lưỡi của nó đỏ rất là đẹp luôn này. Nhìn thấy không ạ? À, cái lưỡi đỏ và cái cánh của nó ở giữa nó có cái viền hồng lên rất là xinh luôn. Nên là nó chưa nở đâu, nó chỉ còn đang hé hé thôi. Nhưng mà nhìn cái môi của nó này, cái môi của nó đỏ như một cô gái mới lớn luôn đúng không ạ? Đây mới một chậu của nó này. Cả nhà các bạn nhìn thấy này, còn đang có nụ nhá. Đấy, xinh lắm. Đó, hiện tại thì em còn có 5 chậu. 5 chậu bình thường em Thảo bán là 350 đến 380 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chỉ bán với giá là 320.000 một chậu. Đấy, còn rất là xinh luôn đây này. Đó, hiện tại đây là còn có 5 chậu là hồng giai nhân nhé cả nhà nhé. Mặt bông cực kỳ là xinh xinh đây. Và bên này đây ạ, đây chính là, và đây là cái dòng địa lan hoàng kim hương mỹ nhân của nhà em. Có cái mặt bông cả nhà các bạn nhìn thấy này. Mặt bông này nếu mà là kìa hơi hơi giống với cây kiếm đúng không ạ? Đây, đây có cái lưỡi của nó này đốm đốm cực kỳ là đẹp luôn đây này. Nhà nhìn không ạ? Đó, nếu mà hoa này mà là cái địa lan Trần Mộng thì là đang được rất nhiều anh chị em yêu mến, muốn sưu tầm cái mặt đó, hoa có cái cánh hơi xanh như này đúng không ạ? Đó, đây là địa lan hoàng kim hương mỹ nhân. À, bình thường em Thảo cũng bán với giá là 350 cho đến 380 đúng không ạ? Bụi này to lắm này, cả nhà nhìn thấy không này? Cây thì xinh đúng không ạ? Lá cũng rất là đẹp nữa. Em bán với giá là 330.000 một chậu. Rất là đẹp, xinh xắn, dễ thương. Còn có 4 chậu nhé cả nhà nhé. Và phi điệp lá biên phát tài là một trong những cái dòng hoa có thể nói là hot nhất của nhà em luôn. Và cái dòng hoa này có cái dòng lá biên phát tài thu hút may mắn và tài lộc đúng không ạ? Đây này cả nhà có nhìn này. Đó, và lá biên này là cái dòng lá biên có giá trị đấy, bởi vì cái dòng lá biên lá ngắn mà. Đó, lá biên mà nó càng ngắn thì nó càng có giá trị đúng không ạ? Em bán lá biên phát tài với giá là 400.000 một chậu. Hiện tại em còn có 4 chậu thôi nha cả nhà. Đây ạ. Đó, xinh lắm. Em quay ở trong, ở đằng sau đây nó hơi tối một tẹo. Nhưng mà đây, đẹp quá ạ. Đẹp lắm. Còn cái này là cái mặt bông của nó, cả nhà có nhìn ở trên màn hình này, em có để mặt bông đây ạ. Còn mặt bông của cái đó này, hoàng kim hương mỹ nhân này, đẹp quá ạ. Nói chung là đẹp lắm, cây nào cũng xinh. Một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và nó là cái dòng tiêu chuẩn nét đẹp của cái dòng trầm. Đó chính là trầm cửu long, cây rất là cao. Đây ạ. Cây cao khoảng từ 50cm rồi đấy ạ. Nhìn thấy không ạ? Cây này mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ cao khoảng tầm 2m. Đó, còn đạt phi 21 đúng không ạ? Rất xinh. Cây lá của nó này, thân này, đẹp lắm. Chúng ta phải mua 2-3 chậu về chúng ta trồng một chậu cũng đẹp lắm đây này. Cây khỏe, chúng ta mua về đây. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, trầm cửu long có mặt bông đẹp, thơm, rõ nét nhất trong tất cả các dòng trầm. Và nó là tiêu chuẩn nét đẹp của những cái dòng trầm khác. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Một chậu gồm một thân, lá cực kỳ là xinh luôn, bạn lá dày, đẹp. Cây đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và cái riêng cái dòng trầm này thì nó có thể vừa đi ngọn và nó có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Đó, xinh lắm. Em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhé. Hiện tại gia đình em Thảo còn có mấy chậu hoa hoàng thảo phượng hoàng đúng không ạ? Rất là xinh và được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và yêu mến đúng không ạ? Đây ạ, còn có những cái chậu rất là đẹp nhé cả nhà nhé. Đó, gia đình em toàn phần ra xong rồi có anh chị em lại chưa có thời gian để trồng hoặc là lại có công việc ấy nên là chưa lấy thì em sẽ bán thanh lý nhé. Bình thường em Thảo bán 230.000 đúng không ạ? Hôm nay em bán thanh lý với giá 180.000. Đó, mua 2 chậu này, mua 2 chậu là 350 nhá. Đây là cây hoàng thảo phượng hoàng có cái mặt bông rất là đẹp và cái thân của nó vẫn còn rất là xinh đấy ạ. Đó, em bày ra nha cả nhà có thể nhìn thấy rõ hơn được không nào? Em bán 180.000 một chậu.
xinh lắm. Và đây là cái hàng sưu tầm thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhá. 180.000. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có cây hạc vĩ trắng đúng không ạ? Được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến cái dòng hoa này. Đó, mỗi một chậu khoảng 2 thân tơ này, 2 thân tơ như này. Cây cao khoảng 15-20cm đấy. Xinh lắm. Hạc vĩ trắng tinh khôi, cây có bông rồi này. Nên là cả nhà yên tâm là nó là hạc vĩ trắng, thật sự trắng luôn đấy. Đó, nó không phải là hàng gieo hạt nữa mà nó là hàng chuẩn luôn. Đó, mỗi một chậu 2 thân tơ. Em bán giá cực kỳ mềm luôn. Ngày hôm nay em bán với giá 170.000, mua 2 chậu là 300.000 nhá cả nhà nhá. Hạc vĩ đây là rất là xinh luôn này. Đó. Hạc vĩ trắng tinh khôi 170.000, mua 2 chậu là 300.000. Mua 1 chậu 2 thân tơ. Rất là đẹp, rất là khỏe. Em chỉ có 2 khay thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Đây là đó, 2 khay. Có cây, có bông rồi này. Đó. Hồng Thiên Cung là một trong những cái dòng hoa đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Và đây là hàng giống của nó này. Mỗi một chậu của nó cây xinh lắm, cây cao khoảng tầm 20-25cm này. Mỗi một chậu khoảng từ 2-3 thân, rất là xinh xắn, dễ thương. Cả nhà có nhìn đấy ạ. Đó, mặt bông cả nhà cũng là ở trên màn hình ở đây, em cho cả nhà xem luôn. Và em bán với giá cũng cực kỳ là mềm ạ. Đây là hàng để làm giống, 170.000 một chậu, mua 2 chậu là 300.000 nhá cả nhà nhá. Hồng Thiên Cung, rất đẹp luôn. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm cây cát hoa hồng Giáng sinh, là một trong những cái dòng hoa cát được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và yêu mến đúng không ạ? Dòng hoa này rất là xinh luôn đấy ạ. Riêng dòng cát thì nó cũng giống như phi điệp ạ, nó có cây rẻ, cây đắt. Có cây phi điệp thì có kỳ chỉ 50.000 thôi, nhưng mà cũng có kỳ lên đến 200 triệu 1cm đúng không ạ? Đó là phi điệp Bảo Duy đấy ạ, đúng không ạ? Năm cây trắng Bảo Duy đúng không nào? Đây là cây cát hoa hồng Giáng sinh. Ở bên châu Âu thì là cây này nó nở vào dịp Giáng sinh rất là xinh. Còn ở bên mình thì do thời tiết ấy thì nó sẽ nở vào khoảng tầm Tết nhá cả nhà nhá. Đó. Cây có mặt bông như anh chị em có nhìn ở trên màn hình đấy ạ. Và cây của nó rất là đẹp luôn. Cây to, nhiều thân, nhiều mầm, rất đẹp luôn. Nói chung là cây này giá rất là rẻ luôn đấy. Em bán có 170 cây thôi. Mua 2 cây thì em bán 300 nhá cả nhà nhá. Đẹp lắm. Trời ơi, xinh cực xinh luôn ấy. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm cây phi điệp lá biên phát tài. Có mặt bông rất là đẹp như cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Mỗi một cây cao khoảng từ 35-40cm. Cây khỏe, phát triển rất là tốt. Bình thường em Thảo bán với giá 280.000 cho đến 300.000 một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá cực kỳ mềm, 250.000 một chậu. Số lượng em Thảo không có nhiều, nên là cô chú anh chị nào muốn sưu tầm, yêu mến cái dòng hoa lá biên phát tài này thì có thể gọi điện cho em để đặt hàng nhá. Cây không có nhiều đâu ạ, nên anh chị em nào muốn sưu tầm thì liên hệ với em luôn nha. Đây là cây hoa lan căn diệp, được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và yêu mến đúng không ạ? Đây là hàng sưu tầm, đẹp, độc và lạ đúng không ạ? Hàng sưu tầm em bán mỗi một bảng là 250.000 một bảng này. Hoa của nó cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình này, đây chính là hoa của nó này. Đó, cây của nó này. Đó, cái dòng hoa không có lá nhưng mà lại có hoa đúng không ạ? Và đây là hàng rất là độc luôn. Em không có nhiều để em giao lưu đâu ạ, nên là anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể là mua 1-2 bảng về chúng ta sưu tầm nhá. Hoa lan căn diệp 250.000 một bảng. Giá hương đuôi cáo là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm đúng không ạ? Giá hương đuôi cáo hoa nở vào tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch hàng năm. Hoa của nó dài, thơm, hoa của nó màu tím trắng rất là đẹp ạ. Nếu mà anh chị em nào mà may mắn thì chúng ta có thể lá sổ ra màu trắng tinh đúng không ạ? Trắng tinh người ta hay gọi lá hồ ly đúng không ạ? Rất là xinh. Và mỗi một chậu gia đình em Thảo gồm có 3 cây đấy ạ. Cũng có 3 cây đẹp lắm. Nói chung là cái dòng lá của nó là cái dòng lá cây thuần, từ lúc nó còn bé nên nó còn nguyên lá gốc luôn này. Và cái dòng lá này lá cứng rất là đẹp luôn. Đó. Giá hương đuôi cáo em bán với giá là 320.000 một chậu. Giá hương đuôi cáo nhá. 320.000 một chậu. Anh chị em nào muốn sưu tầm thì chúng ta có thể là sưu tầm, bởi vì là cái dòng giá hương đuôi cáo hiện nay ở trên thị trường, riêng nói về hàng rừng thì không có nhiều. Và riêng hàng rừng thì nó đã rơi khoảng tầm 250 cho đến 300.000 một cân rồi đúng không ạ? Và đặc biệt là đây là hàng thuần từ lá gốc, nên là nó vẫn còn giữ nguyên lá gốc, nên là cái giò của nó rất đẹp. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những cái chậu hạc vĩ Thiên Cung cực kỳ là đẹp như cả nhà có thể nhìn đấy ạ. Và gia đình em Thảo đã lựa ra được 10 chậu đẹp nhất để tri ân khách hàng với giá cực kỳ là mềm ạ. Mỗi một chậu khoảng từ 6 cho đến 7 kg và mỗi kg cao khoảng từ 20 cho đến 25cm. Em bán là 250.000 được 3 chậu nhé cả nhà nhé. 250.000 được 3 chậu,
mua lẻ là 95.000 một chậu. Rất là xinh xắn, dễ thương và cái dòng hoa này cũng cực kỳ là dễ thuần. Có mặt bông cực kỳ là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Cái dòng này là hàng ươm ki nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm về cái độ chính xác của cây. Em có thể đo cho cả nhà xem này. Cây rất là đẹp ạ, có ki còn đến 30cm cơ. Xinh lắm. Đây này. Đó. Mỗi một chậu của nó, ki của nó mảnh mảnh, rất là đẹp nhá. 250 được 3 chậu ạ. Xinh lắm. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Hôm nay là cuối tháng 9, cũng là đầu tháng 9 âm đúng không ạ? Gia đình em Thảo đã lựa ra được 3 mặt hàng với 5 cây trong nhóm đẹp nhất để em chi ân khách hàng với giá rất là mềm để cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm được với giá rất mềm đúng không ạ? Đầu tiên đây chính là trầm rồng đỏ, mỗi một cây cao khoảng từ 20 cho đến 30cm, cây rất là xinh xắn dễ thương. Và cái cây này khi mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó có thể cao cho đến từ 1m2 cho đến 2m đấy ạ. Em bán với giá là 150.000. 150.000 nhá, bình thường em Thảo toàn bán 180 đến 200 thôi ạ. 150.000 một cây trầm rồng đỏ, siêu xinh luôn đây này. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Cây rất đẹp nhá. Cây cao trên 20cm. Đó, 20, 25, 30 rất đẹp. 5 cây trầm rồng đỏ 150.000 một cây. Hoàng tử áo đỏ là cái dòng hoa thu hút tài lộc may mắn đến cho mọi người đúng không ạ? Và cái dòng hoa này gia đình em Thảo bán chạy nhất bởi vì là cô chú anh chị hay mua về tặng quà nhau để tân gia, để khai trương cửa hàng, để thu hút may mắn về cho gia đình của chúng ta đúng không ạ? Ngày hôm nay bình thường em Thảo bán khoảng từ 250 đến 260 đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo chiên khách hàng với giá là 180.000 một cây. Đấy ạ, cây rất đẹp luôn nhá. Cây khoảng từ 6 cặp lá này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Cây đẹp lắm. Và cái dòng hoa này đặc biệt nữa, đó chính là hoa của nó màu đỏ, hoa nở vào Tết luôn này. Đó, 180.000 một cây hoàng tử áo đỏ, chưa bao giờ có giá đấy luôn cả nhà nhá. Anh chị em đã theo dõi là em biết đúng không ạ? Và cái cây này không chỉ chơi lá, chơi thân mà nó còn cả chơi cả rễ nữa. Xinh lắm. 180.000 một cây này. Và bên này đây ạ, đây chính là đai châu đỏ chấm bi, rất là đẹp. Cái dòng này thì riêng cái dòng chơi lá thôi thì cực kỳ là mê rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá này. Đẹp lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cả cái này là 7 đấy. Đó. Em chiên cái hàng với giá 200.000 một cây. Bình thường em bán 250 đúng không ạ? 250 một cây. Cây này vừa. Cái dòng này là cái dòng lai giữa đai châu và vanda. Đây là nó được hai cái điểm đẹp nhất của hai cái dòng hoa đúng không ạ? Đó chính là vanda. Cái dáng của nó này cực kỳ xinh ạ. Vẫn có cái dáng của đai châu. Nó không thể mất đi đâu được cây mẹ đúng không ạ? Nó là kết trái của mối tình rất là đẹp đúng không ạ? Và cho chúng ta một cái cây rất là xinh. Em bán là 200.000. Đai châu đỏ chấm bi nhé cả nhà nhé. Đó, cái dòng chơi thân, chơi dễ cực kỳ là xinh. Đấy, có 3 loại này, em chọn giá đẹp nhất luôn. Sau bao nhiêu sự chờ đợi thì gia đình em Thảo đã lại về thêm phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của gia đình em. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Đấy, mỗi một chậu khoảng 2 thân tơ, ngày hôm nay do bản thân em chọn nên là cây xinh lắm này, cả nhà nhìn thấy các bạn. Đó, nhìn cái lá của nó dài, có một cái điều đặc biệt đúng không ạ? Rất là đẹp, cây khỏe, cây xinh. Bình thường em Thảo bán mỗi một chậu như này là 90.000 cho đến 100, 101 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất ngày hôm nay em sẽ bán với giá 70.000 một chậu, 2 thân, thật là xinh như anh chị em có thể nhìn đấy ạ. Và số lượng thì em không có nhiều đâu ạ. Đó, nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Cây khỏe lắm, lá thì dài, xinh này. Đó, rất đẹp luôn. Cực kỳ. Đó, rất là xinh nhá. Phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ hàng gieo hạt chỉ có 70.000 một chậu, 2 thân ạ. Phi điệp thân nụ. Đây ạ, đây chính là phi điệp thân nụ nhá cả nhà nhá. Cây cao khoảng từ 12 cho đến 18cm. Có cây này đã thắt ngọn rồi. Đó, cây rất là đẹp nhá. Xinh lắm. Là một trong những cái dòng hoa nếu mà so sánh giữa cây lộc bắc này đây. Đó, thân nụ rất là to được không ạ? Thân nụ to và đẹp lắm. Đó. Em bán với giá là 250.000 một chậu nhá. Phi điệp nụ hòa bình, phi điệp thân nụ rất là xinh. Đó, em đo cho cả nhà xem này. Đó, cao khoảng từ 13 cho đến 17cm. Nếu mà nó thấp hơn thì nó sẽ nhiều thân hơn một tí. Xinh lắm. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa kiếm đỏ huyết rồng, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm và muốn sở hữu đúng không ạ?
Người ta ví nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh, nên là anh chị em khi mà chúng ta chơi kiếm thì chúng ta không cần phải mất quá là nhiều công sức để chăm đúng không ạ? Em nó rất là lớn nhanh và đẻ rất là nhanh nữa. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó nhá. Cây xinh lắm. Nè, dòng kiếm thẳng lên. Đó, dòng kiếm này. Nè, nhìn thấy lá của nó thẳng đứng lên rất là đẹp nhá. Đó, dòng kiếm cứng, lá cứng thẳng đứng rất là đẹp. Và cái dòng kiếm này là một trong những cái dòng kiếm, nếu mà chúng ta về chơi về lá, về hoa ấy, thì cái dòng hoa này thực sự là đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Đó. Cây rất là đẹp luôn. Em bán là 280.000 một chậu kiếm nhá, kiếm đỏ huyết rồng của gia đình em. Kiếm đỏ huyết rồng của gia đình em rất là xinh nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng kiếm viền hồng môi rồng rất là xinh, có mặt bông y hệt như cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Mặt bông rất là đẹp và cái lá kiếm của nó, cái dòng kiếm, cái dáng kiếm thẳng lên và cái lá của nó cứng rất là đẹp nhá, dòng kiếm lá ngắn rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Kiếm viền hồng môi rồng nhé cả nhà nhá, xinh lắm. Đó. Đây ạ. Bên này là địa lan của nhà em này. Em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhá. Dòng này là dòng kiếm sưu tầm thôi. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa rất là mới, có mặt bông cực kỳ là đẹp ạ, mặt bông mẹ rất là xinh. Đó chính là phi điệp hồng mẫu hậu. Hồng mẫu hậu là một trong những cái dòng hoa rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Hàng gieo hạt, thân của nó xanh lét luôn này. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân, cây đẹp lắm. Đây ạ. Đó. Cây khỏe nhá, cây ăn nắng, cây khỏe lắm. Anh chị em nào muốn sưu tầm thì có thể là sưu tầm 1-2 cây. Em bán bình thường là cái đợt vừa rồi tháng 3 năm ngoái em bán là 90.000 một chậu đúng không ạ? Mà toàn là một thân thôi, thân là bé bé như này này. Đó. Ngày hôm nay em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm luôn ạ, 75.000 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm. Có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và thân cũng rất là khỏe nữa. Đó, phi điệp hồng mẫu hậu nhá. Và đây chính là cặp đôi hoàn hảo Đai Châu Hồng Chớp và Đai Châu Hương Vàng Sắc Nguyệt. Và cái dòng hoa này lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình đấy ạ. Nó là kết quả của 3 dòng hoa đẹp nhất lai với nhau, đó chính là Đai Châu này, Vanda và Giáng Hương Bangkok Sunset đúng không ạ? Hay gọi là Hoàng Tử đấy ạ. Và đây là một cái dòng hoa rất là thơm, hoa nở được vài lần trên một năm. Và cái dòng hoa rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ? Và gia đình em Thảo thì bán thì toàn là những cái cây có màu rất là đẹp và đặc biệt đúng không ạ? Đây cả nhà các bạn nhìn thấy này, cây của nó, đây ạ, 1 cặp này, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá trở lên nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây của nó không phải là chơi, không phải là quá to, nhưng mà riêng cái dòng này chơi thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép vào lũa hoặc là chúng ta trồng vào giỏ nó đều xinh hết nhé cả nhà nhé. Đó, và em có hai cây, đây chính là cây hồng chớp nhé cả nhà nhé. Đây là cây hồng chớp mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là cây hương vàng sắc nguyệt ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy ở trên màn hình đây có mặt bông nó đẹp đúng không ạ? Cây của nó rất là giống nhau. Và gia đình em sẽ phân biệt bằng cách là gia đình em sẽ ghi vào trong cái thẻ này cho anh chị em có thể là nhận biết nhá cả nhà nhá. Đó, hoặc là em sẽ ghi bút mực vào. Đó. Và em bán mỗi cây là 250.000 một cây ạ. Mua 2 cây là 1 cặp đôi đấy thì em sẽ bán với giá là 450 nhá. Nếu mà mua 1 cặp đôi đấy ạ. Đó, nếu mà mua 1 cặp đôi là như thế này. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa Đai Châu mới, rất là đẹp, Đai Châu blue tím xanh. Cái hoa của nó cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình này, đây chính là hoa của nó này. Và cái dáng của này rất là đẹp đúng không ạ? Nó cũng là cái dòng lai của Thái, rất là xinh, giữa Đai Châu và Vanda, nó cho ra một cái dòng hoa Đai Châu cực kỳ là lạ đúng không ạ? Vừa chơi được lá này, vừa chơi được rễ luôn này. Và cái dáng của nó cực kỳ là xinh luôn ạ. Cây của nó rất là sai bông và hoa nở vào Tết luôn đấy ạ. Bây giờ có cây nào đang sưng mắt nụ rồi. Đó. Thì còn đến khoảng tầm 90 ngày nữa là đến Tết rồi đúng không nào? Đây ạ, xinh lắm. Em bán 250.000. Đây là hàng sưu tầm thôi nên là anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì có thể là sưu tầm nhá. Ngày hôm nay gia đình em có rất nhiều loại Đai Châu đúng không ạ? Bởi vì Tết rồi thì Đai Châu được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Đó, Đai Châu nhà em có Đai Châu Hương Vàng Sắc Nguyệt, Đai Châu Hồng Chấm Chớp, Đai Châu trắng, Đai Châu hồng cánh sen, Đai Châu blue tấm tím xanh này và Đai Châu đỏ chấm bi đúng không ạ? Rất là nhiều những cái dòng Đai Châu của nhà em.
Phi Điệp Bảo Bảo là một trong những cái dòng hoa có mặt bông cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tâm. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về. Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, cây cao khoảng từ 5 cho đến 8 cm. Nếu mà chúng ta mua chậu 1 thân thì nó sẽ cao hơn, còn mua chậu 2 thân thì nó chỉ cao khoảng tầm 6 cm thôi. À, Phi Điệp Bảo Bảo này em bán với giá là 75.000 một chậu nhá. Phi Điệp Bảo Bảo hàng làm giống cực kỳ là xinh, có mặt bông mẹ rất đẹp và đây là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Phi Điệp Bảo Bảo. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú chị yêu mến. Đó chính là cây Phi Điệp Năm Cánh Trắng Hiển Oanh, hay gọi là Phi Điệp HO, hàng gieo hạt năm nhất của gia đình em. Gồm mỗi một chậu khoảng từ 1 đến 2 thân, nhưng mà chủ yếu là 2 thân nhé cả nhà nhá. Em sẽ bán dòng 2 thân, bình thường em Thảo bán khoảng từ 100 cho đến 101 một cây đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá rất là rẻ luôn ạ. Giá là 75.000 một cây. Cô chú chị nào yêu mến cái dòng hoa này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Mặt bông mẹ như anh chị em nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Đây là hàng gieo hạt, cây rất là khỏe và rất là xinh đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà Nam Cánh Trắng Hòa Bình, hàng gieo hạt của gia đình em. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó, cây lá mít Hòa Bình. Và đây là một cái cơ hội cho cô chú anh chị để săn năm cánh trắng nhé cả nhà nhé. Và mọi người biết rồi đúng không ạ? Khuôn bông đẹp thì nó cho ra mặt bông nào nó cũng xinh. Và riêng đối với dòng Phi Điệp, ở một cái vùng đất giống nhau mà hai cây nó đứng ở cạnh nhau thôi là hoa của nó cũng đã khác nhau rồi. Và cây hoa lan hàng gieo hạt này cũng vậy, nó không có bông nào nó giống với bông nào cả. Đó, và đây là cái dòng chơi thân thì cực kỳ là xinh và là cơ hội để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp thì cũng rất là cao, bởi vì là cái thân của nó thân xanh. Nhà các bạn nhìn thấy thân xanh này. Thứ hai nữa đó chính là cái lá của nó rất đẹp. Đó. Cái đợt vừa rồi tháng 3 ấy, em bán cái cây bé xíu xíu, xíu ấy, em bán là 90.000 một cây, nó nhỏ nhỏ gần bằng cái cây gốc cây này này. Có một thân thôi, em bán 90.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán mỗi một chậu khoảng từ 4 cho đến 5 thân tơ, tính là từ 3 đi. Đấy, nhưng mà chủ yếu là từ 4 đến 5 thân tơ. Em bán với giá ngày hôm nay rất mềm, 270.000. Mua 2 chậu em bán 500.000 nhé cả nhà nhé. Đấy, cây năm cánh trắng Hòa Bình, hay gọi là cây mít đồng xu nhé cả nhà nhé. Xinh lắm, cây này ngọn của nó xanh lét luôn. Đó, có cơ hội cho chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Em thì em không có nhiều đâu, nên là anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể là mua về để sưu tâm. Và bản thân em Thảo cũng có để sưu tầm mấy cây đấy ạ. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 8 chậu kiều tím thủy chung rất là đẹp. Và đây là hàng của Thái. Em có phần ra một chị ở dưới Bắc Giang, nhưng mà do gia đình họ có công việc nên là họ chưa lấy được ở phiên này. Thì họ hẹn phiên sau. Và gia đình em Thảo ngày hôm nay sẽ bán thanh lý 8 cái chậu này rất là đẹp ạ. Và kiều tím thì nó là được mệnh danh là á hậu trong dòng hoa kiều đúng không ạ? Hoa rất là đẹp, như cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình này, đây chính là hoa của nó, rất là xinh. Và hiện tại thì em còn có 8 chậu, cây rất là đẹp nhá. Đây là hàng của Thái này, đó, có cây, có lá của nó này. Có lá nó bị cháy một chút xíu bởi vì là bị sốc thời tiết ạ. Đó, bị sốc thời tiết thôi, không có vấn đề gì cả. Cái riêng cái dòng Hoàng Thảo thì mọi người hoàn toàn yên tâm được không ạ? Em bán với giá bình thường là 230.000 được không ạ? Hôm nay em chỉ bán với giá là 180.000 một chậu. Mua 2 chậu là 350 nha cả nhà nhá. Chậu vẫn còn rất là đẹp đấy ạ. Đó, cây của nó, cái dòng hoa địa hoa của Thái đẹp lắm này. Đó, cây rất là xinh luôn. Đó, xinh cực là xinh. Là kiều tím thủy chung nhá. Kiều tím hoa đẹp lắm. Rất là xinh. Và đây là hàng giống, thì anh chị em nào muốn sưu tâm thì có thể là mua một vài chậu về chúng ta trồng được không ạ? Xinh lắm. Đó. 180.000 một chậu. Hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về một cái dòng đai châu rất là đặc biệt. Và cái dòng này thì em Thảo cũng đã tìm hiểu rất là lâu rồi. Ngày hôm nay em mới lấy được về một lô. Đó chính là đai châu lá kiếm, rất là đẹp ạ. Cái dòng lá của nó cả nhà cậu nhìn này. Cái lá của nó nhẵn hơn, nó cứng hơn. Và cái dòng lá của nó khi trưởng thành thì nó sẽ như cả nhà cậu nhìn trên màn hình này đấy ạ. Đó, cái dòng này nó lai về cái dòng kiếm đấy ạ. Đó, đẹp lắm. Cái dòng hoa này cực kỳ là xinh luôn. Và có thể nói là một trong những cái dòng đa châu đang được nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm nhất. Bởi vì cái dòng lá của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cả nhà có nhìn thấy lá của nó bóng, cứng, rất là đẹp nhá. Đó, em bán là 45.000 một chậu, xinh xắn. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa đen dô cao cấp của gia đình em. Đó chính là người đẹp Trung Hoa.
Anh chị em nào đã tìm hiểu về cái dòng hoa này thì đều biết đúng không ạ? Mặt bông này nằm trong hai loại mặt bông có giá trị kinh tế cao nhất và mặt bông đẹp nhất ở bên Đài Loan đúng không ạ? Mặt bông người đẹp Trung Hoa này có mặt bông rất là căng, sai hoa và hương thơm cực kỳ là quyến rũ. Cánh của nó chớp chớp hơi giống với Trúc Phật Bà đúng không ạ? Và cái dòng hoa này, cái dòng hoa Denso cao cấp và là cơ hội cho anh chị em nào muốn sở hữu cho mình một cái chậu Denso cao cấp đúng không ạ? Em bán với giá sưu tầm cho anh chị em là 300 nghìn một chậu. Cây của nó không quá là cao đâu cả nhà nhá. Đây là cây để làm giống và mặt bông thì cực kỳ là sắc nét và cực kỳ là chuẩn luôn đấy ạ. Cây của nó cao khoảng từ 15 cho đến 20cm thôi. Hàng sưu tầm hiện tại thì em Thảo chỉ có 20 chậu để cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thôi nhá. Hàng cao cấp và hiện tại thì gia đình em cũng có hàng cây Denso sổ số, giá của nó chỉ là 150 được 2 chậu, rất là to. Và cái dòng hoa này rất là dễ chăm thôi, cực kỳ là dễ chăm và mặt bông thì cực kỳ là xuất sắc luôn. Hàng sưu tầm thôi ạ. Dạ, hàng hòn heo hay gọi là người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới về, đó chính là cái dòng hoa có mặt bông mẹ cực kỳ là xinh đúng không ạ? Với màu tím nhạt ở hai bên má và môi này. Họng của nó màu trắng tuyền và chiếc mũi đỏ rất là lạ đúng không ạ? Và cặp mắt xước rất là gọn gàng và tinh tế. Và cái mùi hương của cái dòng hoa này được rất nhiều cô chú chị yêu mến bởi vì nó thực sự là rất là thơm và quyến rũ ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80%. Cây rất là khỏe ạ, cây cao khoảng từ 15 cho đến 18cm nhé cả nhà nhé. Đẹp lắm. Nói chung là cái cây này mỗi một chậu khoảng 2 đến 3 thân tơ. Cây rất là xinh. Đó. Đẹp. Và ngay khi vừa mới về thôi thì được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và gia đình em Thảo đã đang gói hàng vào để gửi cho cả nhà đấy ạ. Rất là xinh, rất là đẹp luôn ạ. Cây nào cũng đẹp như cây nào luôn. Xinh lắm. Và em còn có một ít hàng gái nhảy gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ? Phi điều gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ? Đó, và em đang làm hàng. Thì cây của nó thì không cao bằng cây hồng yên thủy đoạn, cây nó thấp hơn hồng yên thủy một chút. Là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12-13cm thôi. Đây ạ, cây nó còn rất là bé. Đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này. Mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. Mua 2 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2 đến 3 thân tơ, rất là xinh nhưng mà cây nó thấp thôi ạ, cây nó không to bằng cây hồng yên thủy đâu nhá. Nó ngắn hơn hồng yên thủy một chút. Đó. Và đây chính là cây phi điệp hồng yên thủy của gia đình em. Có cái mặt cây rất là đẹp. Đây. Và có rất là nhiều đầu nhá cả nhà nhá. Từ 3 cho đến 4 đầu. 4 đầu, 3 4 đầu. Rất là đẹp. Đây này. Mỗi một chậu thì nó không quá cao đâu, nó chỉ khoảng tầm cao là 10 cm đấy. Cây cao 10cm này. Đó. Cũng vậy. Nó có cây nó thấp hơn một chút. Nhưng mà nó đẹp lắm này. Nhìn thân của nó thôi này. Cả nhà có nhìn thấy nhìn thân của nó thôi là chúng ta rất là yêu rồi đúng không ạ? Đó. Đây. Đó. Đây. Đẹp lắm. Ở bên trong này cũng vậy. Em đang gói hàng để gửi cho cả nhà đây ạ. Đó. Hồng yên thủy là một trong những cái dòng hoa gia đình em được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó, em bán với giá là 270.000, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn, dễ thương luôn đây này. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo, chỉ có 2 thân thôi ạ. Đó, cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em. Em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có 2 thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Có 2 đến 3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2 đến 3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Phi điệp lộc bắc là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc này, cả nhà có nhìn thấy đấy ạ. Đó, cây của nó không quá là cao đâu, chỉ cao khoảng từ 8 cho đến 10cm. Đó. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Phi điệp lộc bắc này em bán với giá là 230.000 một chậu. Mua 2 chậu là em bán 400.000 nhá. Phi điệp lộc bắc có mặt bông rất là đẹp luôn đấy ạ. Mặt bông mẹ rất là xinh luôn. Cây của nó này đẹp lắm. Nói chung là xinh.
Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. À, như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về, à, cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ, à, với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay, cây của nó cao, khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15, 16, 17 cm rồi đây ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm, nập mập này. Đấy. À, thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay nhé cả nhà nhé. Mua 2 chậu thì em bán với giá là 260.000. Đó, xinh quá là xinh luôn đúng không ạ? Và bên này đây ạ, đây chính là cây phi điệp núi chúa của gia đình em này. Đó, thân của nó không được xanh lắm đâu, nó vẫn tím tím nhá. Đó, đây. Cây của nó mập một chút. Đó, mập hơn so với cây mắt đỏ hòa bình. Đó, phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn, nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó, phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây, có cái thân của nó tím rất là đẹp này, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá, nó chỉ cao khoảng tầm 10 cm một chút xíu này, có cây nó thấp hơn. Đó, cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu, nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10 cm thôi. Đó, đây này, đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn, thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ? Đây này. Đó, mỗi một cốc, có cốc là tím này. Nói chung là nó, cây nào nó cũng gần như nhau đấy ạ. Có cây là hai thân tơ, nếu mà cây hai thân tơ thì nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và hàng ở bên trong này đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó, và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu. Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé, như cả nhà đang nhìn đấy, đẹp lắm. Toàn từ 3 đầu thôi ạ, toàn 3 đầu trở lên thôi. Những cây nào hai đầu thì mập hơn này. Đó, anh chị em nào mà muốn lấy nhiều thân thì có thể là bảo em nhé. 260.000 một chậu Di Linh Xuân. Và hiện tại thì gia đình em Thảo vừa mới về được 50 cây phi điệp ma bó, hàng gieo hạt của gia đình em. Và cái mặt bông như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này, đây chính là cây phi điệp ma bó này. Đó, em có cả cây năm nhất là 75.000 và cái cây này là cây năm hai rồi. Đó, cây này em bán với giá rất là mềm ạ. Này, nhìn rất là nhiều thân nhá, đây 2-3 thân. Đó, toàn 3 thân, 2-3 thân thôi. Đó, em bán với giá cũng rất là mềm, cây nó không cao đâu, cây nó còn bé lắm. Đây, cao chỉ khoảng từ 5-8 cm thôi, không cao lắm đâu. Đó, em bán với giá là 230.000 một chậu. 230.000 một chậu nhé cả nhà nhé. Đó, mua 2 chậu với giá là 450.000. Phi điệp ma bó. Còn bên này là cây Châu Như nè, xinh quá là xinh luôn. Đó, phi điệp Châu Như, hàng gieo. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ hòa bình, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ hòa bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra, giống như là bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50-60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng ra xinh rồi đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó, đây, mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó, và sau bên sự chờ đợi thì gia đình em Thảo cũng đã về cây phi điệp hồng mỹ nhân.
Và hồng mỹ nhân là một trong những cái dòng hoa, nếu mà nói về hàng ươm ki thì rơi vào khoảng tầm 15 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Và đây là cái cơ hội để chúng ta có thể là mong muốn, nếu mà chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ sổ ra những cái mặt bông cực kỳ là xinh đúng không ạ? Nhưng mà riêng đối với phi điệp thì mỗi một bông, cái khuôn bông của nó đã đẹp rồi thì nó nở ra mặt bông nào nó cũng xinh hết ạ. Đó, nên là cả nhà chơi thân rồi chúng ta chơi hoa đúng không ạ? Có duyên thì chúng ta được mặt bông như mặt bông mẹ, và không có duyên thì chúng ta lại được một cái mặt bông khác, nó cũng sẽ rất xinh và rất đẹp đúng không ạ? Đây, cây của nó cao khoảng từ 7 cho đến 10 cm, cây của nó không cao quá đâu, nó ngắn ngắn thôi. Và em bán cũng giá rất là mềm ạ, 250.000 một chậu thôi nhá. Đó, cái đợt vừa rồi thì là 300.000 một chậu đúng không ạ? 200 hơn 290 300 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ có 250 một chậu thôi. Đó, thân xanh rất là đẹp, lá của nó này. Đó, hồng mỹ nhân, đó, 250.000. Riêng cái khuôn bông mà nó đã đẹp rồi đấy ạ, thì nó nở ra bông nào cũng đẹp. Đó, và cái dòng này chơi thân thì cũng rất là đẹp, rất là đáng yêu đúng không ạ? Xinh ơi là xinh luôn. Và đây chính là một số phân thuốc của gia đình em. Và do là số lượng cô chú anh chị lên cửa hàng của gia đình em rất là nhiều và muốn mua vật tư phân thuốc luôn, nên là gia đình em có lấy về để phục vụ. Và đây chính là cái cuộn dây để chúng ta chuyên dụng buộc lan này. Đó, cây lan nó sẽ không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta buộc cái dây này, bởi vì nó là ở nhựa bọc ở ngoài và cái dây thép ở bên trong rất là dẻo. Em bán là cái dây này là 100m này, em bán là 40.000 này. Và đây là thuốc diệt kiến này, 50.000 một lọ này. Và cái này là có sự hướng dẫn ở trên tem mác, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là cả nhà có thể nhìn ở trên này và họ làm theo hướng dẫn nhá. 50.000 thuốc diệt kiến này. Đó, cái mùa này thì kiến rất là nhiều nên là chúng ta mua thuốc diệt kiến về chúng ta diệt đúng không ạ? Tiếp theo thì đây là B1 nhỏ này, 45.000 này. Đó, B1 45.000. Và bên trên này đây là đặc trị vi khuẩn chống thối nhũn này. Đó, 35.000 một gói này. Đó. Để những các anh chị là bị nấm này, bị vi khuẩn, bị chống thối, có thể phun để chúng ta chống thối nhũn luôn này. Đây ạ. Một cái gói này chúng ta phun với là 16 đến 20 lít nước nhé cả nhà nhé. Và kiki duy xanh. Đây, kiki duy đỏ này. Kiki duy đỏ em bán 80.000 này. Đó. Kiki duy xanh là 65.000 này. Đây là dạng phun, còn đây là dạng bôi. Đó, anh chị em nào có thể dùng hai loại này, loại nào cũng ok hết này. Đó. Tiếp theo, xuống dưới này thì kích dễ có 3 loại kích dễ. Đầu tiên là kích dễ của Mỹ Riot 50.000 này. Thứ hai là đây là kích dễ của Đài này, 80.000 này. Đó. B1 lúc này em giới thiệu rồi này. Keo liền sẹo này. Đó. Keo liền sẹo này em bán với giá là 45.000. Đó. Keo liền sẹo này anh chị em chỉ cần lắc một cái là chúng ta sẽ sử dụng được luôn nhá. Và đây kích dễ Đài này, kích dễ Đài này bình thường nhá. Đây là kích dễ Thái nhá. Hàng rất là tốt luôn và bình thường em bán là 90.000, đây ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 70.000 thôi. Đấy. Kích dễ của Thái nhá. Và Artisoc. Mùa này thì nắng mưa rất thất thường nên chúng ta mua về Artisoc về chúng ta phun đúng không ạ? 30 ml so với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Pha 30 ml với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Cái này là có cái nó bị bung ra lúc mà em để trong hộp ấy, nên là nhìn nó này, nên nó hơi bị bẩn ở đấy. Và cô chú anh chị nào mà mua cái dòng hoa này, mua cái hoa của em thì em sẽ tặng cho mọi người. Đó, em sẽ không bán nữa mà em tặng luôn. Artisoc về chúng ta để cây của chúng ta ra khoảng tầm 4 tiếng rồi chúng ta phun. Hòa cái Artisoc này ra chúng ta phun. Đó. Nano bạc để chống thối nhũn. Nếu mà ở mức độ nhẹ thì chúng ta nên sử dụng nano bạc, còn nếu mà nó nặng rồi thì chúng ta mua đặc trị vi khuẩn về mà chúng ta dùng đúng không ạ? Đó. Và đây là bả sen của nhà em, 35.000 một lọ. Đó. Là dạng rắc nhá cả nhà nhá. Về Super Thai thì gia đình em Thảo có hai dòng. Nếu mà anh chị em nào ít lan thôi chúng ta mua cái dòng bé này. 30.000 lọ là 10ml, 100.000 lọ 5ml. Đó. Artisoc, đây là cái nhầm, đây là Super Thai, là kích thích tăng trưởng cho cây. Đó, chúng ta phun khoảng từ 1 đến 2 tuần chúng ta phun một lần cái dòng hoa này. Nói chung cái dòng hoa này thì kích thích tăng trưởng rất là tốt và đặc biệt được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đấy. Và ở dưới này đây là chính là những cái gói phân tan chậm của gia đình em. Em bán mỗi một gói này với giá này là 75.000. Đó. Cái phân tan chậm trong vòng 6 tháng, hàng cao cấp của Nhật.
Đó, chúng ta mua về chúng ta rắc cách cây khoảng tầm 5 cho đến 10 cm. Đó, mỗi ngày nó sẽ tan ra một tí, một tí, một tí thì cây của mình nó sẽ rất là tốt, nó thu hút, nó hấp thụ dần dần đấy ạ. Và em Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo thì cô chú anh chị có thể kết nối bằng cách là gọi Facebook, gọi Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em đều được nhá. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo ạ.